Chào các bạn đến kênh Bo Vlog, và hôm nay mình đến nhà Phước Thêm. Hiện Phước Thêm đang chuẩn bị vô chậu bông dẫn thọ Tết nha các bạn. Bây giờ mình tìm hiểu coi Phước Thêm chuẩn bị bao nhiêu công đoạn để mà trồng một cây bông thọ vô chậu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Phước Thêm chuẩn bị vô bội để mà vận chuyển ra bãi để trồng nha các bạn. Tới mùng 9 ha, mùng 9 vô bội ha. Dạ, hẹn bà con mùng 9 bắt đầu mình tiến hành là trồng vô bội ha. Rồi quay lại cho bà con xem ha. Trút sẵn rồi mình đem ra sẵn rồi trồng lên gì nè, rồi lên bưng ra xe gùa ha, xe gùa này. Xe gùa đó mình mới chuyển ra. Đẩy ra. hai cái đống phân này quá quá ế rồi. Vậy đó mà sợ cái đáp ứng không đủ mà cái không đó đủ giá thể. Phước Thêm xúc giá thể vào bội và đem ra bãi trồng và chuẩn bị tiến hành trồng nha các bạn. Bội thêm ha. Đây là giống bông dẫn thọ mà Phước Thêm ươm ngày 25 tháng 10 nha các bạn. Và hôm nay chuẩn bị đem ra để mà trồng vào bội. Khi mà gieo cây dẫn thọ đó thì mình khoảng một tuần mình tứ phân nhấp một cỡ, và khoảng 3-4 bữa nữa thì mình nhấp thêm một cỡ thứ hai, và 3-4 ngày thì mình phải tiến hành đem ra để trồng vào bội nha các bạn. Này mới đẹp nữa. Phước Thêm cũng trồng rất là nhiều loại hoa như là hoa hướng dương, hoa màu gà đôi phụng và bông dẫn thọ bông mai, bông dẫn thọ nữa nghe các bạn. Bây giờ mình vào trong mình tìm hiểu coi Phước Thêm trồng bông dẫn thọ vào bội như thế nào nghe các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Này tiến hành trồng anh ơi. Sau khi mình chuẩn bị giá thể xong, mình đem ra bãi trồng và tiến hành lấy những cây khai ươm đã ươm lên cây đó, mình đem ra ngoài để mình trồng, và mình lựa những cây nó đồng thanh đồng thủ với nhau mình để chậu để cho trồng cho nó đều nó đẹp nha các bạn. Đây là chủ thêm nè, chuyên trồng thọ cả 8-9-10 năm nay hả? Đẹp có tiếng ở Long Giang ha. Sóc Chét. Chét chợ mới An Giang. Màu mới nè, màu là màu vàng đỏ. Vàng đỏ ha. À, nó hai màu, cái bông nó hai màu. Đó là bò thọ bông mai ha. Dạ, bò thọ bông mai đó. Gieo nhiều mà. Dạ, gieo mình chịu hao luôn đó. Rồi mua bỏ thêm không thêm? Mua bỏ thêm luôn quá. Mình bỏ thêm bên đây. Thấy dư giống mình là với giống nó lên tỷ lệ nó đều cao đó. Tỷ lệ cao thì nó dư.
mình gieo thấy cũng đạt một số anh mấy cái chữ như bông khác đó cũng gieo nhiều lắm mà tao nó hao hụt quá heo nó hao thì do câu bọ với do giống hay sao mình không biết sao mà gieo nó không đạt hay là ốc nó lên nó liếm giá thở á giá thở chậm mình gieo không bị thở không tốt là cây nó cũng bị thương cho bán rồi. Năm 2 bắt đầu dạ, bán ha. Mai làm chuyện đi bán rồi đó nhưng mà 22 mới nổi khoảng nửa bông à. Còn bán là hai bữa 22 bán nhãn tới 26 là hết trời bông á. Mấy ngày. 26 hết rồi vừa rồi. Đó là ấm hàng rồi. Rồi bán 3 ngày. 3 ngày hết luôn ha. Rất mau lắm. Bây giờ mình chồng bà con người ta biết đó nhiều rồi, ủng hộ mau lắm. Chồng cây phải cứng cây với màu sắc đẹp nữa là ngon lành trồng chân lâu nữa đúng rồi qua nó phải chân bền rồi. Mà tàn nó phải lớn đều tròn tròn đều bông cũng đều ha chỗ liều vô chậu được hả? Sắt có bông bán rồi. Chỉ sao anh em ra trên học hỏi kinh nghiệm mình làm heo mình chết luôn. Ai cũng chậu hết trơn hả? Ủa sao có cây chậu ba cây có chậu bốn cây? Cây nhỏ nhỏ đó anh, nhét đại vô chỗ sống nữa mình có gì mình nuôi lại lấy lại chưa? À. Chứ mình giờ bỏ ngoài uổng con cây bỏ chết trong chậu này bỏ uổng. Thì hôm nay là mình thấy cũng còn bỏ là ít hiệu à, có hồi kia bỏ nhiều lắm. Đây cái nhỏ đẹp rất nhiều lắm, còn cái này đẹp ít hiệu à. Số bên trồng muốn hết trơn rồi nè. Nay tập trung vô hôm mai nhiều lắm. Mai nhiều ha. Phân nửa hôm mai rồi. Trời như là lá hơn ta rồi. À, hôm mai người ta một số người ta ít cái trồng lắm. Ừ. Tại nó phân khúc cũng khó trồng. Mới thì người ta ít cái trồng thoải mái. À, mình trồng hôm mai nhiều lắm. Thì đây hôm mai nó phân nửa. Mà không biết trồng lá không cái tốt gì à, không thấy bông á có bông ừ. Nó bịt bông vậy mà nó chết nhiều yeah. Nó không khó trồng vậy là số người ta ít ai có trồng hôm mai nhiều lắm chịu, bự. Bự nổi giá thể không là hết mấy bao rồi. Hao. Bự giá thể nó hao lắm. Lựa gì đó, lựa từ cây nó đều nhau được.
gieo vô mấy cái dĩ này cũng êm, nó tiện lợi, xong mình bưng nguyên dĩ đi trồng, tiện hơn cái chỗ bầu kia lắm. Ừ, bầu để vô xề ha, nó gỗ bưng ra mới được. Nó lột ra nữa. Nó lột lá chuối ra nữa. Lột lá chuối. Còn cái này mình chỉ bóp nhẹ chân thôi, với chân bầu thôi là nó nhảy lên rồi. Trồng được rồi. Quay phim luôn á. Trồng quá hay dữ rồi. Rồi như có quay phim vô trồng nó cũng mau nữa. Này trồng rồi mình tứ liền hả chị? À mình tứ xương thôi, mình tứ xương thôi. Xương thôi cho nó tươi thôi chứ không có gì trời, tại vì mình giá thở mình đã xử lý. Ướt rồi, mình tự ướt rồi ha. Không cần tứ nhiều quá cũng dở lắm. Quá thì ướt nhiều quá cây bị bộ rễ yếu à, lạnh rễ yếu à. Này trồng bông thọ mấy năm rồi anh Vũ? Năm số 5 gì đó trồng với anh Thiệp hả? Năm nào cũng trồng nha. Vũ là hỗ trợ hết mình. Tới trồng rồi tới lặt chèo lặt gọt. Hỗ trợ phân tướng luôn. Ngon quá. Điều nhau thì cũng đòi hỏi mất thời gian. Màu đỏ ha. À, màu đỏ. Màu đỏ, màu vàng, dạ, màu cam. Vàng thì cánh mới đó rồi mình đã trồng xong màu đỏ vàng rồi đó. Ừ. Tụi mình màu đỏ. Thì màu đỏ xong rồi quay lên tới cái màu mà giống như mà bông mà cẩm thạch vậy đó. Màu đỏ với màu vàng chung một. Đó coi kìa bằng thọ thọ bông mai đó. Thọ bông mai luôn. Thọ mai đó. Gọi là hậu pháp. Là trồng 3-4 màu. Dạ, mình trồng ở đây tới 6-7 màu lận. Ừ. Hiện tại bây giờ mình mới bắt đầu trồng màu vàng vừa xong rồi tới màu đỏ này. Thì mình trồng dài dài qua bển luôn, nó đủ 6 màu lận đó. Mà nhiều màu đây bà con người ta muốn thích nào màu gì có nấy. Ừ. Mình đây mình trồng đầy đủ rồi được. Cái thọ này nó cao cao. Thọ bữa nay đẹp rồi, mà bữa nó tứ một vào khăn cái nó chưa chưa đẹp. Cái đầu thì nó chưa có phát không. Cứ tử tử phần 2 thì cây nó thì ú liền ha. Ú liền. Số người người ta gieo á, gieo cái đất á nó bứng lên nó mắc sức á. Đứt đứt rễ cái đó, đứt rễ. À. Trong bầu thì nó có bộ đất sẵn nha. Cái đó mình bóp ở dưới là nó nhảy lên ha. À, nhảy lên nó có nguyên bộ đất ra gì nè. Cây mình trồng thì nó không có mắc sức. Đều ha, đặng cho nó chậu nó mới đẹp ha. À, nó đều tàn. Nó chèo nó lên cũng đồng lọt nữa. Thì cái tàn nó mới đồng đều và tròn đẹp. Chứ để mình trồng mà cây cực bự, cây cao, cây thấp á, thì chèo ra nó đều. Đều chứ nó lép tàn rồi thì tàn nó méo. Nó không đẹp rồi, bán cũng khó bán nữa. Đúng rồi. Phải tròn đều nó mới đẹp. Dạ. Yeah.
ba cây nữa đây. Đó cái khai mình đem ra ha. Cái khai nè. Cái đó là mình cái bữa nay là thọ mình bao nhiêu ngày rồi? Thọ này hiện tại của mình là cũng 13 14 bữa rồi đó. 14 ngày ha. Thì bữa mình gieo 15 đó, 25 25 19 rồi, 14 14 ngày. Nay thêm chơi lớn mà. Nay có nhiếp ảnh. Nay thì ngày bữa nay ngày mùng 9 ha, mùng 9 là mình trồng cái thọ 24 tháng 10 đó ha, 24 25. Mình mùng 9 thì tiếp tục trồng họ một cây đó, một cây ha. Còn này hiện tại mình trồng cũng là tiếp tục là trồng hôm mai. Hôm mai này màu đỏ. Thọ này hai cây hay một cây? Cái này tiến hành mình cũng bỏ hai cây giống như cái họ kia vậy đó. Ừ. Còn thọ một cây là 30, 29, 30 tháng 10 ha. Dạ. Tới tuần sau ông trồng. Tuần sau bắt đầu mình tức là ngày 15, 14, 15 tới trồng nè. 14, 15 rồi tới ha, chủ nhật, chủ nhật luôn ha. Dạ. Trồng mình cũng mình có điều lựa ba gốc đều nhau. Căng xứng cái chậu ha. À, lựa cho nó đồng hả? À, đồng đều để cây nó lên một lượt á, để bụi mình nó đều chọn bụi. Còn không lựa thì sợ cây lớn cây nhỏ tàn sau này nó đều bị lép tàn, nó không có bằng mặt. Có mấy anh em lại trồng hỗ trợ tiếp. Hỗ trợ tiếp hả? Cái này là mình trồng phải ba cây bằng nhau ha. Bằng nhau đều cũng được. Cái này nhỏ nhỏ để theo nhỏ ha. À nhỏ mình để theo nhỏ, còn lớn mình để theo lớn. Để ngồi nó sau này nó lớn lên cái cây bự cây nhỏ nó cũng đều cái tàn mình. Còn nhỏ là đồng lượt, còn nhỏ nữa mình đi phân thứ lại cái cây nó vẫn lớn bình thường. Ngự gian hai người chồng hả mới mới kẹp dừa rồi. Dừa lắm. Chứ mình nên mình trồng lúc mình lấy ra mất thời gian lắm. Trồng đây tới chiều xong không? Cũng mau, trồng đây tới trưa rồi xong rồi. Còn có mấy gánh mấy rít nữa. Tàn nó lớn. Lớn rồi mới gian ra ha. Mình cũng lặt chèo. Tới bữa mà mình lặt chèo xong á, lặt rồi tàn nó tính ra bít bít đụng với nhau hết á, mình mới gian rộng rồi nữa, gian khoảng 3 tắc, ba tắc một chậu đó. Vậy là bỏ chậu giữa hả gì? Mình bỏ thằng giữa ra, mình chỉ hai hàng hai bên, rồi hai hàng hai bên phải gian rộng ra đường cái độ khoảng cách nó là khoảng 2-3 tắc lên đó, để cái tàn nó mới lớn được. Cái tàn mới tròn. Tàn lớn lắm, cái này tàn bự lắm, khoảng cách là 3 tắc là cái tàn nó đục bít luôn đó, bít tàn luôn á. Cái họ mình nó lớn tàn được chứ mình để gì là trước mắt mà mình đi là thích gì chủ yếu là để tưới phân. Tưới phân mình gánh mà tưới phân nó cho nó vô đều bội mình. Vừa qua mình cùng tìm hiểu Phước Thiêm trồng bông dân thọ vô bội như thế nào nha các bạn. Và bây giờ mình xin kết thúc clip đây các bạn ơi. Các bạn xem nhớ bấm like và đăng ký kênh để mình ra nhiều video hay hơn phục vụ quý vị và các bạn. Mến chào các bạn.